Xin chào các bạn, thì ở cái phần chia sẻ hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái phần mềm QuickSight Plus của Festo. Thì đây là một cái phần mềm rất là hữu dụng trong việc hỗ trợ các bạn download các file 3D, các tài liệu kỹ thuật, các phụ tùng đi kèm, các spare parts khi mà các thiết bị mình xài một thời gian mà nó bị hư thì mình cũng có thể mua những cái spare parts để mình thay thế. Ngoài ra phần mềm này nó có những cái tool tính toán mà nó có thể hỗ trợ các bạn trong cái việc mà tính toán lựa chọn sản phẩm cho nó phù hợp với cái ứng dụng mà mình đang tìm kiếm. Thì ở cái bài chia sẻ này mình sẽ đi qua bốn cái topic. Cái thứ nhất là làm sao để mình download được cái phần mềm QuickSight Plus này. Cái thứ hai là sau khi download thì mình setting cái phần mềm như thế nào. Cái phần thứ ba mình muốn giới thiệu là những cái chức năng hay là nghĩa là những chức năng mà cần thiết của cái phần mềm này mà bạn nên biết. Ở cái phần số 4 thì chúng ta đi làm những ví dụ cụ thể để hiểu rõ thêm về phần mềm này. Thì mình vào mục đầu tiên, đó là làm sao để download cái phần mềm QuickSight Plus này. Thì để download cái phần mềm QuickSight Plus này thì các bạn phải có internet. Và cái việc đầu tiên là bước đầu tiên là mình vô trong web của Festo nha. Sau đó bạn gõ vào cái chữ QuickSight ở cái phần cái ô tìm kiếm ở cái trang web Festo đó. Sau đó bạn nhấn chữ bạn enter hoặc là bạn nhấn tìm kiếm. Sau khi bạn enter hoặc là bạn nhấn tìm kiếm xong thì các bạn lựa chọn cái phần là tải xuống ngay đây. Rồi kế tiếp là bước số 4 là các bạn chọn vô cái mục software, sau đó các bạn click vô cái phần download để download cái phần QuickSight này về. Thì thường là ở tới cái bước số 4 này là ok, mình có thể mở lên là xài được rồi. Tuy nhiên đối với một số công ty cái phần mềm nó có cái chức năng là bảo mật á cao á, thì bạn download về nhưng mà nếu bạn để bên ngoài bạn vẫn không thể nào sử dụng được, thì bạn cần phải qua bước số 5 và bước số 6 ha. Đó là các bạn copy vô cái thư mục mà bạn vừa download được phần mềm á, bạn copy cái phần mềm, các bạn paste vào cái ổ C vô cái mục thư mục là user, sau đó bạn vô cái thư mục là theme, cái folder theme á, sau đó bạn dán cái phần mềm QuickSight vào cái folder theme đó, sau đó mình right click mình xem nó ra ngoài desktop thì lúc đó các bạn sẽ sử dụng được nha. Đó thì đối với những công ty bảo mật thì mình cần mới cần cái bước thứ năm thứ sáu này thôi. Còn đa số thì nếu mình xài máy tính cá nhân thì bước 4 là xong rồi nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể là download như thế nào luôn nha. Đầu tiên thì mình vào trong web Festo. www.festo.com /vn. VN là tùy nước thôi ha. Nếu mình ở Việt Nam thì mình sạc VN. Nếu mình muốn vô trong web Festo mà ở US thì mình gõ là US ha. Rồi theo như hướng dẫn mình gõ chữ QuickSight vào đây. Rồi, mình gõ Enter hoặc là mình nhấn nút Search này. Sau khi bạn nhấn nút Search rồi, bạn vô cái phần là tải xuống. Hoặc là nếu mà trong web tiếng Anh thì nó ghi là download chẳng hạn. Tải xuống. Sau đó vô cái mục software, phần mềm đó. Rồi ở đây mình nhấn vào cái mũi tên để mình download phần mềm ta. Mình nhấn vào mình download về. Mình coi nó đúng là chữ QuickSight ha, tại vì ở đây nó còn có ePlan and QuickSight nữa, thì mình chỉ cần download phần QuickSight này thôi. Sau đó bạn mở cái folder mình vừa download lên ha, show in folder. Rồi bước này là đáng lý là ở ở máy tính cá nhân là mình đã mục đích cho mình xài được rồi. Tuy nhiên là ở Festo cũng vậy ha, cái tính bảo mật rất là cao nhưng cái này là mình không sử dụng được, mình phải nhấp phải chuột mình copy, mình vô ổ C, rồi thì mục user tag mình paste nó vào đây. Sau khi paste nó vào đây rồi mình mới right click và mình click click phải chuột nha, mình send nó ra ngoài desktop. Mình send nó ra ngoài desktop thì ở dạng shortcut ha. Sau khi mình send nó ra ngoài desktop rồi thì mình sẽ sử dụng được bình thường. Ok. Và bây giờ mình có nó ngoài desktop. Và bây giờ mình mới bật nó lên. Rồi, bây giờ mình bật nó lên rồi mình mới vô mục số 2 là cái bước kế tiếp là mình setting nó như thế nào. Thì cái bước setting nó cũng khá là đơn giản, mấy bạn click vào cái nút option nè, nút option nó cái hình cái cây lên đây nè, sau đó mấy bạn sẽ đắp dấu y chang cái mình vừa thể hiện cái những cái mục này mình tích vô giống y chang như tôi vừa tích là được ha. Mình sẽ giải thích sau ở những cái mục này khi mà trong quá trình mà mình làm ví dụ. Ok, còn giờ các bạn cứ việc tích sau bằng những ok là xong ha. Ok.
À, bây giờ mình mới vô, mình thiết lập lại luôn ha. Rồi, for online shop. Tiếng ngôn ngữ thì nó có ngôn ngữ tiếng Việt ở đây luôn các bạn. À, nó có tới hơn 40 ngôn ngữ ở đây. Tuy nhiên thì theo mình thì mình nên chọn tiếng Anh đi, tại vì tiếng Việt nhiều khi nó dịch nghĩa không sát, nó kỳ cục lắm. Cho nên mình xài tiếng Anh cho nó quen thì chỉ có vài từ thôi. Còn giả sử như mấy cho dù bạn click vô tiếng Việt thì tài liệu ra nó vẫn là tiếng Anh, chứ nó chỉ hiện ra một số thông số là data sheet documentation, là nó dịch thành tài liệu thôi. Còn cái bản chất của tài liệu nó vẫn là tiếng Anh, mình đọc tài liệu vẫn phải đọc bằng tiếng Anh, cho nên thôi mấy kia mình học luôn bằng tiếng Anh luôn cho rồi ha. Sau đó mình tích vô show all face our product sing 2002, nghĩa là những sản phẩm nào mà nó phải out từ 2002 thì nó vẫn hiện lên khi mình dùng search để mình search. Rồi HTTP này là cái server của trang web thôi nha. Mình phải click vô đây. Rồi ở cái mục số 10 này là chính là cái history á bạn. À, giả sử bạn search 10 sản phẩm gần nhất thì nó sẽ hiện ra phần history này ha. Bạn có thể cho nó lên nhiều hơn 10 sản phẩm cũng được, bằng cách là các bạn đắp bấm bạn gõ vô, hoặc là các bạn làm như mình nhấn nút mũi tên lên xuống. Rồi sau đó sau khi mình setting xong mình nhấn ok tắt ra. Rồi là mình xong cái phần bước 2 là phần setting cho widget nha. Rồi cái phần số 3 là mình đi tham quan coi cái phần mềm widget này nó có những cái gì nha. Ok, vô widget, mở widget rồi thì mình thấy ở bên đây nó có chia ra làm những cái vùng như sau. Thì đầu tiên các bạn nhìn lên phía trên, các bạn sẽ thấy là Product Finder, thì nó sẽ hiển thị lên đây tất cả những cái sản phẩm của Festo. Ở đây mình không thấy trục điện ha, nhưng mà các bạn có thể coi trục điện ở cái phần product ở ngay đây. Motor and controller electric drive, bạn có thể click vào đây. Rồi mình ở khi bạn click vô cái phần electric drive thì ở cái ô bên đây nó sẽ hiện lên tất cả những electric drive liên quan ở đây nha. Là sẽ như electric ASIL kit chẳng hạn, EGC, nó hiện lên tất cả những cái loại trục điện của Festo ha. Hoặc là servo motor, servo pneumatic, có nghĩa là điều khiển nhưng mà bằng khí nén, các bạn điều khiển nhiều vị trí nhưng mà như là bằng khí chứ không phải là bằng điện nha. Motor với controller nè, mình có thể click vào đây để mình coi servo motor Festo có những loại nào, EMB hoặc là EMT gì đó ha. Lúc này thì nó sẽ hiện lên hết. Ok. Đó. Rồi mình vừa mới giới thiệu phần Product Finder và những cái sản phẩm Vestor nằm bên tay trái. Khi mình click lên đây thì nó sẽ hiển thị ở cái ô bên đây cho mình coi hết nha. Tất cả nó đều hiển thị lên đây, giả sử như van terminal cũng vậy, universal van thì có những van loại van nào nó đều hiển thị lên ở cái ô van này cho mình coi hết, ở cái ô bên tay phải này cho mình coi hết nha. Cái phần mà mình muốn giới thiệu với bạn ở đây là cái tool tính toán của Vestor. Tất cả những cái phần mềm tính toán của Vestor đều tập trung ở đây hết. Nó gọi là cái khu vực này nó gọi là engine tool đó. Thì các bạn sẽ thấy là có những phần mềm tính toán nó giúp bạn lựa chọn shader phù hợp với ứng dụng của mình, rồi ứng dụng trục điện phù hợp với ứng dụng của mình chẳng hạn. Ha, mình cho tải, mình cho tốc độ mình mong muốn thì nó sẽ tự động nó chọn cho cây trục điện của mình. Đây là những phần mềm của Festo, click vô để mấy bạn lựa chọn, dùng để tính toán để bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp với cái ứng dụng mà mình mong muốn. Ha. Cái phần engine tool thì nó có new product, có nghĩa là những cái sản phẩm mới của Festo năm 2023 thì nó sẽ hiện ra hết khi bạn click vào. Ok. Kế tiếp là cái phần mình vừa mới nói hồi nãy đó, phần history đó, có nghĩa là khi bạn dùng cái phần mềm search này, bạn search sản phẩm á, thì nó sẽ lưu lại cho các bạn cái số sản phẩm mà các bạn setting ở trong cái phần option này. Ở đây mình setting 10 sản phẩm thì nó sẽ hiển thị lên 10 sản phẩm ha. Mình setting hơn thì nó sẽ hiện lên hơn 10 sản phẩm. Nghĩa là 10 sản phẩm gần nhất trong cái lần search gần nhất của mình nó sẽ hiện lên. Và những chữ quá thì nó sẽ từ từ nó xóa những cái trước đi, nó chỉ giữ lại 10 cái gần nhất thôi. Nếu mình xét 20 thì nó sẽ hiển thị 20 cái gần nhất ha, tương tự như vậy. Rồi ở cái phần này thì các bạn ở đây là một cái nút gọi là một nút configure. Tôi nói giả sử như tôi chọn một cái cylinder DSPC đi này, thì DSPC chỉ là tên cylinder thôi, DSPC đó. Thì ngoài cái chữ DSPC này ra thì DSPC thì tôi phải configure nó ha. Thì tôi cần phải cái nút này là configure cái mã của cylinder DSPC. Tại vì cái DSPC chỉ là cái tên cái cylinder thôi, còn ngoài ra nó còn có bore size, stroke, rồi loại cylinder đó là loại cylinder vuông, tròn, bla 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 ha. Thì mình phải 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 dùng cái nút configure này để mình cần configure cái mã cylinder mình cũng muốn ha. VSNU hơi chậm nha, configure cái PC đó thì mình sẽ chọn ha. Ok rồi.
Kế tiếp á, là mấy bạn sẽ thấy ở đây á, là cái add to bucket list. Bucket list là đâu? Bucket list là những cái phần ở dưới đây ha. Mình cũng lúc mà mình chọn cái ở phần option á, mình cũng có thể lựa chọn là cái bucket list này nó nằm nằm phía trên, nằm phía dưới, nằm bên trái, nằm bên phải. Nhưng mà thường là mình nên chọn ở cái nút gọi là integrated ha. Thì khi mà mới chọn bạn chọn integrated thì những cái bucket list này nè nó sẽ nằm ở phía dưới cái y chang như vậy. Nên nhìn nó rất là trực quan. Cái này mình có thể kéo lên kéo xuống để mình expand, mình nới rộng cái bucket list này ra ha. Rồi thì ở đây giả sử như bạn muốn add cái Cinder này vô cái bucket list đó đi, thì bạn có thể click vô cái ô này để mình add vô cái bucket list đó. Khi bạn add thì nó sẽ hỏi bạn là add to bucket list 1 phải không? Mình add to bucket list 1 mình nhấp vô ha. Và số lượng giả sử mình muốn add lần 3 cây vô thì mình nhấn số 3 vô đây, mình add ha, mình add vô. Đó, nó sẽ hiện ra 3 cây Cinder. Ba cây cây Cinder xoay. Đó. Rồi. Giả sử mình muốn add cho bucket list 2 thì mình mở bucket list 2 ra, mình tiếp tục mình add cho bucket list 2. Đó, bucket list 3 cũng vậy, tiếp vô xong add bucket list 3. Ok. Rồi giả sử như mình xóa, bạn thấy nè, tất cả những bucket list còn lại nó đều đã số 0 hết, nghĩa là không có chi tiết nào trên những cái bucket list này. Nhưng mà bucket list 1 qua thì có 2 chi tiết, bucket list 2 có 1 chi tiết, bucket list 3 có 1 chi tiết ha. Số lượng nó không tính, nó chỉ biết tính là số chi tiết là bao nhiêu, cái loại chi tiết là bao nhiêu loại thôi ha. Đó thì cái này nè, hai loại, cái này một loại, một loại, hai hàng, cái này là hai hàng, sorry, hai hàng nha. Rồi giờ bây giờ muốn xóa cái bucket list này thì đơn giản lắm ha. Giả sử bạn chọn cái sản phẩm này, bạn sẽ xóa, xóa cái sản phẩm này trên bucket list thì nó sẽ hiện lên cái nút này cho bạn xóa chỉ một sản phẩm thôi. Nếu bạn muốn xóa tất cả sản phẩm trên bucket list một này, bạn click vô delete all item thì nó sẽ hiện ra một cái bảng ha. Nếu bạn chỉ xóa bucket list một thôi á thì nó chỉ xóa cái bucket list 1 thôi, bucket list 2, bucket list 3 vẫn còn ha. Nhưng mà nếu mà bạn click vô đây xong bạn select là select all và tất cả bucket list đều xóa hết thì nó sẽ xóa hết tất cả bucket list còn lại luôn. Đó, được là bucket list. Và cái này online bucket có nghĩa là khi mà bạn muốn lên coi giá online thì bạn có thể click vô đây để coi online ha. Insert flood row, mình click vô đây mình coi thử nó là cái gì. Thì cái Flutter này là mình phải mua các bạn, cho nên là nếu mà bạn tải phần mềm Flutter này không thì nó không có hiện cái này đâu ha, cho nên là thôi mình bỏ, mình cancel cái này đi, mình không giới thiệu cái phần này. Và cái tiếp là gì, copyright for more detail. Thì giả sử như bạn chọn vô cái sản phẩm này, bạn muốn copy tất cả những cái data sheet của nó, bạn gửi mail cho khách hàng ha, thì bạn click vào copy này ha, copy hoặc là copy hoặc là các bạn có thể ở đây các bạn tích vào đây nha. Thì khi mà bạn gửi mail cho khách hàng, gửi qua Outlook chẳng hạn đi, thì nó sẽ có tất cả những tính chất của cái chi tiết này. Nó sẽ như có hình ảnh nè, có symbol nè, có tài liệu nè, có file hướng dẫn lắp đặt nè, vận hành nè, data sheet nè, accessory get plan, e plan spare part, bla bla. Giả sử như mình muốn gửi mail chẳng hạn ha. Là mình chọn sản phẩm đó, sau đó mình click vô cái copy này, copy right, click for này, click đây. Sau mình chọn Outlook chẳng hạn, gửi mail. Bạn thấy không, nó hiện ra hết tất cả luôn. Sorry, nó tại nó hơi lâu đó, bạn thấy không, nó hiện lên cả hình ảnh, nó hiện lên rồi các bạn chỉ gửi, giả sử như gửi cho customer, customer A nha, nó giả sử ví dụ như vậy. Thì khi mà customer A nhận được cái bạn cái này của bạn là customer A sẽ nhận được tất cả các documentation bla bla bla. Mà bạn người ta chỉ cần click vô đây là người ta sẽ coi được cái tài liệu đi kèm cái hoặc là agreement instruction, thì click vô đây là cái coi được hết. Đó thì cái chức năng của cái nút đó là như vậy. Ok. Cái kế tiếp là cái download cái file case của cho sản phẩm đó ha. Ok. Rồi cái kế tiếp nữa là cái download cái documentation. Ở đây là mình có tất cả luôn, click vô đây là có tất cả luôn rồi. Có thể cái mail hay gì ha, là paste vô cái file Word hoặc là file PowerPoint cũng được ha. Còn ở đây thì bạn download chỉ là tài liệu thôi hoặc là data sheet thôi. Hoặc là chỉ là cái file hướng dẫn vận hành thôi ha. Còn giả sử như các bạn muốn download cái phần spare part của Cinder, cái Cinder xoay này chẳng hạn ha. Giả sử khi Cinder xoay này xài một thời gian bị hư và mình muốn mua cái spare part để mình thay thế cho những cái thiết bị bị hư, thì mình click vô phần spare part nó sẽ hiện lên tất cả luôn ha. Giả sử mình muốn mua cái bearing này đi, click vô đây
nhận ra cái mã của building là bao nhiêu ha, để mình gửi cho Pistol báo giá ha. Mình sẽ mua cái ốc này đi, mình sẽ hiển thị lên là nghĩ tới ngóc số 9 nó là bao nhiêu, mã bao nhiêu. Nhưng mà trường hợp này ngóc số 9 này không mua được, not available ha, trục này à, trục này cũng không mua được luôn. Cái anh kép này mua được không? Cái nào mà nó ghi là not available là bạn không mua được các bạn ha. Ừ, để xíu mình mua cái này coi. À, cái này cũng không mua được luôn. Ở đây là không có ít cái nào mua được lắm, giả sử như cái này mua được nè, cái tích mở bôi trơn là mua được nè, Lutin Grease là mua được nè. À, rồi cái building này mua được nè, nó hai đầu là mua được nè, và set up vua lên bạc, đó là tất cả những cái bạc này là mình mua được à, mình dùng cái mã này để mình mua đó, là mình sẽ có chi tiết 6, 7 và 10 nó cũng hiển thị lên cho bạn coi luôn, 6, 7 và 10 à. Thì thường những chi tiết này thì mình mua mình thay thế được. Ok. Tiếp đến là cái phần accessory, có nghĩa là khi mình mua cái cylinder này đó thì mình sẽ phải mua thêm những cái thiết bị kèm, giả sử như là van tiết lưu hoặc là fitting hoặc là sensor cho cái cylinder xoay này chẳng hạn, thì mình lúc click vào cái phần accessory ha. Thì mình click vào accessory là nó trực tiếp nó link trên mạng và nó sẽ recommend mình mua những cái accessory nào cần thiết. Sử dụng mounting bracket à, mình có thể mua cái này để mình gắn lên cái cylinder, hoặc là những cái này để mình gắn lên cái cylinder xoay chẳng hạn à, hoặc là trường hợp mình muốn mua sensor chẳng hạn cho cái cylinder này thì mình click vào đây mình coi cái loại sensor bán cho nó, hoặc là function fitting thì mình là cái tính là van tiết lưu các bạn, và click vô thì bạn sẽ mua được đúng cái van tiết lưu gắn cho cái này cho nó phù hợp ha. Chứ nếu mà mình không click vô đây nhiều khi mình chọn lầm, giả sử ren của nó G1/8 mình chọn ren G1/2 hay G1/3/4 là mình xong phim rồi à, đó. Nên là khi mà các bạn à, sử dụng cái chức năng accessory đó thì chắc chắn các bạn mua là sẽ lắp vào được à. Ok, rồi giả sử hồi nãy mình đã chỉ là add vô đây như thế nào rồi ha, à, giả sử như mình muốn add nó vô bucket list 1 thì mình list vô bucket list 1, sau đó mình nhấn mình muốn mua bao nhiêu sản phẩm, thì sử dụng cái cylinder này muốn mua hai sản phẩm chẳng hạn thì mình nhấn là số 2 thì mình add vô, nó tự động sẽ tự động nó nhảy vô cái bucket list 1 ha. Nếu mình add cho cái bucket list 2 thì cũng tương tự như vậy, nó sẽ tự động nhảy vào bucket list 2. Ok. Đó, thì bucket list 1 với 2 đều sản phẩm. Ok. Rồi. Bây giờ rồi, đó là mình dỡ overview sơ về cái sản phẩm đó rồi ha. Rồi, bây giờ mình xóa hết đi. Rồi lấy đồ mình xóa đi. Bây giờ mình mới vô cái phần ví dụ ha, phần ví dụ. Overview là xong rồi, bây giờ tới phần ví dụ. Phần ví dụ thì cái phần OU là xong ha. Phần download file 3D, giả sử mình muốn download cái file 3D thì mình làm như thế nào rồi, giả sử như mình đi khảo sát ở lấy một cái file Excel đi cho nó dễ, dễ hình dung ha. Rồi giả sử mình đi khảo sát, mình đi vô cái nhà máy mà khảo sát, mình thấy được cái mã của cylinder nó là DGST gạch 10 gạch này ha, mình copy cái mã này. Thì các bạn nhớ là khi các bạn mình khảo sát, mình thấy cái mã này mình ghi về lại để mình lên website mình search nó coi cái mã đó là gì, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng nó như thế nào, spare bạc nó như thế nào, file 3D nó như thế nào ha. Thì ở cái bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn download cái đầu tiên là cái file 3D trước nha. Đầu tiên là một ví dụ download cái file 3D. Ok. Giả sử như mình muốn download cái file 3D cho cái mã của cái cylinder này. Rồi. Mình cho đồ xem mình copy nó. Thì bạn lưu ý nha. Khi bạn mở phần mềm Quixote lên, à các bạn lên luôn luôn nhớ là phải mở phần mềm Quixote lên trước nha. Thì khi bạn mở phần mềm Quixote lên á mà mấy bạn các bạn copy một cái sản phẩm mà sản phẩm đó nó thuộc Festo, nghĩa là sản phẩm đó Festo có bán á, trong ví dụ như trường hợp Cylinder DGST này á, tôi nhấn phải chuột tôi nhấn copy, thì lập tức các bạn sẽ thấy cái phần mềm Quixote này nó nhá nhá đèn, nghĩa là mình phải mở trước rồi ha, nó nhá nhá đèn. Thì bạn mở mềm Quixote này lên á thì bạn sẽ thấy là tự động nó nhảy tới cái Cylinder này luôn, mặc dù mình chưa có bếp, mình chưa có Ctrl V vô lên cái phần mềm Quixote hết, nhưng mà tự động nó nhảy lên luôn, nó tự động nó detect tự động khi mà bạn copy nó sẽ detect tự động và nhảy tới đây. Thì trong trường hợp các bạn muốn đưa nó vô cái bom lít thì các bạn có thể đưa vô ha, bằng cách nào các bạn chỉ cần ở đây các bạn giả sử như đưa vô cái bắc lít 1 thì bạn nhấp vô lít 1 mở ra, hoặc là bắc lít 2 bạn nhấp vô bắc lít 2 mở ra, bạn nhấn kiểu quick add thôi, sau đó bạn add nó vào, bạn đánh vô cái type code rồi bạn add nó vào thì nó sẽ nằm đây đó, mình làm cái bom lít cho nó như vậy. Rồi muốn download file 3D của nó thì chỉ cần chọn vô nó, hoặc là ở đây nó chọn sẵn rồi thì mình
click vô đây, mình vô CAD online để mình download. Thì khi sử dụng phần mềm SolidWorks thì bạn nên nhớ là luôn luôn mở internet lên ha. Tại bạn lên cái phần CAD online này thì khi mà bạn dùng phần mềm Workspace mà theo cái kiểu mà download như kiểu này á, thì bạn không cần phải đăng ký gì trong web hết, không cần phải dùng Gmail, email gì để đăng ký hết, chỉ cần click vô cái hình lập phương như hồi nãy xong chọn kết online là tự động nhảy ra đây, các bạn download được luôn. Thì phần mềm tất cả những phần mềm Vector nó hỗ trợ gần như tất cả các phần mềm thiết kế 3D các bạn. AutoCAD cũng hỗ trợ này, CATIA cũng hỗ trợ ha. Creo cũng hỗ trợ, Digital Twin, ePlan, Inventor, NX, SolidWorks, SolidWorks đều hỗ trợ hết. Kể cả FastStep các bạn cũng có thể dễ dàng download file 3D ở đây luôn ha. Rồi, giả sử như mình download file SolidWorks thì bạn thấy là nó hỗ trợ từ SolidWorks version 2001 cho tới 2023 luôn ha. Mình chỉ việc click vô đây mình download về thôi. Bạn nhấn vẫn download file 3D. Sau đó bạn chờ nó chạy một chút xíu ha. Thường bạn mạnh thì nó chạy nhanh, còn bạn chậm thì nó chạy chậm. Sau khi nó hiện cái dòng chữ là do download is ready rồi, bạn click vô đây download file 3D về thôi. Thì download về là sẽ tự động mở được nha. Rồi. Trong trường hợp các bạn muốn coi trước khi download thì đây, nếu mà nó chưa hiện ra thì bạn update nó ha. Còn nó hiện ra rồi thì mình nhấn lên mình coi thôi ha. Mình nhấn nó này hình nó nhỏ quá, mình muốn cho nó phóng to nó lên á thì mình click vô cái full screen này nè đó, để bạn thấy được kích thước của nó luôn, kích thước bao của nó luôn. Thì khi bạn thấy được kích thước bao của nó rồi thì bạn biết là à cái này có thể lắp được vô cái không gian nó hay không ha. Đó là một cái ví dụ để mình coi trước khi mình download. Ok, vậy là xong cái phần download file 3D. Tiếp tục coi còn cái gì nữa đây. Làm thế nào để mình tìm những cái phụ tùng đi kèm với casino này, spare part cho casino này, data sheet casino này và tất cả các tài liệu kỹ thuật liên quan tới casino này. Thì hồi nãy cái tài liệu kỹ thuật thì mình cũng đã hướng dẫn sơ rồi, tuy nhiên ở đằng này mình hướng dẫn kỹ lại một chút xíu ha. Đầu tiên là cái accessory cho cái casino này, nghĩa là mình làm cái bom lết cho cái casino này luôn đó ha. Thì bạn thấy là đây, cái casino này nó nằm đây. Bây giờ muốn muốn download những cái phụ tùng đi kèm với nó, giả sử như là van tích lưu, sensor để gắn cho casino chẳng hạn ha. Thì bạn click vào casino này, sau đó mấy bạn đi vô cái phần là accessory, click vô đây, click vô cái phần accessory này. Thì ở đây nó tự động nó đánh đánh dấu tích vô cái phần là only recommend accessory cho các bạn rồi. Giả sử như mình muốn là muốn 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 load con sensor này về chẳng hạn, thì mình xỏ nó ra, mình chọn sensor phù hợp ha. SMT, SMT 10 rồi mấy bạn chọn là NVN hoặc là BNB ha. Thì mình download vừa thôi. Thì xíu mình chọn con BNB này đi ha. Chiều dài sợi dây là 2.5 đi, mình download nó về. Thì con sensor này khi mà nó hiện ra vậy là chắc chắn mình gắn nó được cái sensor này nhé bạn. Rồi các bạn có thể download cái mã này. Đó. Copy nữa. Bạn copy xong các bạn đưa xuống xuống cái phần của sạch, các bạn sẽ thấy là nó nhá nhá cái đèn màu vàng này lên ha. Mở nó lên xong nhấn quick add, add vô cái bucket này luôn. Như cái bắt number, cái này là bắt number chứ không phải tay code, mình add nó vào đó, nó nằm đây. Rồi tất nhiên cái sender này nó phải cần tới hai con sensor thì mình double click vào đây, mình sửa ở đây là số lượng là 2. Khi bạn sửa số lượng là 2 thì bạn sẽ thấy ở như cái ô quantity này số lượng sensor là 2. Rồi tương tự như vậy mình sẽ download gì, à mình sẽ download cái tiếp tục là mình sẽ download cái van tích lưu cho cái sender này ha. Van tích lưu này là con sensor, sorry nãy mình lại chọn nhầm. Van tích lưu với cái con cylinder này, còn cái van tích lưu nữa là ok rồi. Fitting, function fitting, function fitting đấy là van tích lưu các bạn, còn fitting là chỉ là thần fitting đây ha. Fitting ra này là function fitting. Thì bạn cho thấy là cái cylinder này sử dụng ren M5 ống là ống 4 cái. Bạn có thể copy tay code cho nó chính xác. Copy cũng tương tự như vậy, các bạn cho thấy cái đèn nó nhá nhá vàng vàng lên ha. Còn nhỏ lên mình nhấn kích kẹt mình add vô thôi. Đó, thì bạn sẽ thấy là ở đây mình cũng cần hai trái van tích lưu, cho nên đây mình số lượng là 2. Ok. Rồi bây giờ đã xong rồi, bây giờ làm sao để mình download tất cả các tài liệu kỹ thuật liên quan tới cái bom lít này? Thì bạn nhấn vào cái file Excel này thôi. File Excel này xong bạn chọn photo, hình ảnh, part number, số lượng để cho nó hiển thị lên. Cái type code của cái những sản phẩm này, cái tên gọi những cho thấy là sản phẩm này, tài liệu kỹ thuật mình muốn download operating instruction cũng được luôn, nghĩa là tài liệu hướng dẫn sử dụng đấy ha. Data sheet kết 3D rồi bạn xích cái file Excel này ra. Khi mà nó hiện ra như vậy đó, nghĩa là nó bị cấn với cái file Excel phía dưới rồi, bạn tắt cái file Excel phía dưới đi, tại có một số mã nó trùng á,
là nó cấn, mình tắt phải sale chia đi, mình xích lại, mình xích lại. Rồi thì bằng tích chua cái nào thì nó sẽ xuất ra cái phải sale có những cái những thành phần đó trong phải sale ha. Và ở và lưu ý là những cái này nè, những cái phần, những cái này ở trong những cái item ở trong cái ô này đó, bạn cũng có thể điều khiển nó lên xuống luôn. Cái nào có trước thì nó sẽ xuất hiện trước ha. Đó thì khi nếu mình nhìn đây thì cái đầu tiên là cái hình ảnh ở trong cái cột file share nó sẽ hiện trước, là sau đó tới bắt number, số lượng, cái tag code của sản phẩm, cái tên sản phẩm, tài liệu, datasheet với packet là cuối cùng. Mình xuất cái file share mình coi có đúng như vậy không. Đây cái file Excel là mấy bạn vừa xuất ra thì nó có đầy đủ luôn ha. Bắt number đầu tiên là hình ảnh, bắt number, số lượng, thay code, cái tên gọi, documentation, datasheet, thì tất cả này đều có link hết. Giả sử mình bạn muốn coi cái tài liệu hướng dẫn của cái văn tích lưu này, click vô đây không, nó sẽ link với trang web và nó sẽ mở ra cái tài liệu kỹ thuật của cái tin này. Tương tự của datasheet cũng như vậy luôn. Rồi ha. Ok. Rồi nghĩa là tạo bom list, download tài liệu kỹ thuật là ok hết rồi ha. Bây giờ mình còn cái mục nào nữa mình chưa làm nữa. Ok. Còn cái mục là bom list mình vừa mới làm xong ha. Mình xuất ra cái nãy là coi là bom list rồi đó. Rồi product comparison. Thì mình lấy một cái ví dụ như vậy, có nghĩa là một giả sử có một cái single payout đó. Giả sử khách hàng kêu mình xuống khảo sát một cái Cinder có cái mã là như vậy, SLT 30 10 30 ACCB gì đó ha. Mình copy cái mã này, những copy thì cũng tương tự như vậy. Nếu nó sản phẩm mới to thì nó sẽ cái phần mềm Fusion nó sẽ detect ngay lập tức và bạn sẽ thấy những cái đèn màu vàng vàng nó hiện lên ha. Thì ở cái bát list 2 này mình làm rồi, mình quay lại cái bát list 0 đi ha. Các bạn sẽ thấy là cái Cinder này khi bạn nhấn copy vô thì nó sẽ cũng hiển thị lên cho biết là sản phẩm của Festo. Tuy nhiên là cái mã cái Cinder này nó ở payout rồi. Và ở đây nó có một cái dòng nó nói là mình click vô đây để mình tìm cái sản phẩm thay thế cái Cinder này. Phase out nghĩa là không còn bán nữa, không còn sản xuất nữa đó bạn ha. Thì bây đầu tiên là mình add cái Cinder này vô các backlist, cái backlist không này trước ha. Cái backlist 1 này trước, sorry, backlist 1 này trước. Click add vô cái backlist 1. Đó, cho nằm đây trước đi cái đã. Sau đó mình mới nhấn vô cái ô này mình tìm cái Cinder thay thế cho nó, tại vì bây giờ nó đâu sản xuất, nó đâu mua ha. Vô đây. Thì mình sẽ thấy được là Vector nó đã thông tin rất là chi tiết cái Cinder này nó fail từ tháng 12 năm 2021. Sản phẩm thay thế cho nó là cái DGST, tuy nhiên là không phải thay thế 100%, bởi vì nó để ở đây là không phải là 100% là alternative, mà nó chỉ để là functional replacement thôi chứ không phải là 100% thay thế. Cho nên mình cần phải biết là cái gì nó khác nhau. Mình chọn cái Cinder này, nhấn copy, cũng tương tự như vậy luôn đó. Nó thuộc Cinder Factor là bạn sẽ thấy nó hiện cái đèn vàng lên đây ha. Add vô cái list 1 này luôn. Add vô. Sau khi mình thấy list 1 này vô rồi, mình sẽ so sánh hai cái Cinder này. Bạn chọn cái Cinder thứ nhất, lấy chuột, click chuột trái của cái Cinder thứ nhất ha. Xong nhấn Control, click vô cái Cinder thứ hai. Sau đó mấy bạn nhấn là Cat Compare Product ha, để mình so sánh về cái file body của nó. Đúng rồi. Thì ở đây có một cái lưu ý nhỏ để so sánh như vậy á, thì bắt buộc là trong máy các bạn phải xài cái phần mềm là Festo Product Catalog. Phần mềm này là phần mềm free Festo để trên mạng, thì bạn có thể coi ở trong cái phần hướng dẫn của mình ở cái YouTube mà Duy Tech đó ha, thì mình cũng có hướng dẫn download cái phần mềm Festo Product Catalog này. Thì khi bạn download phần mềm Festo Catalog này đó thì tất cả các thư viện 3D của Festo đều nằm ở trong phần mềm này hết, thì bạn dễ dàng cài trong máy và không cần phải online, của bạn vẫn có thể download được. Tuy nhiên nó rất là nặng, nó nặng tới mười mấy gig lần ha, cho nên là khi mà download thì cũng phải chắc chắn là ổ C của mình nó phải còn trống ít nhất phải là hai mươi mấy gig ha. Ok. Thì sau khi mà tôi nhấn vô cái compare thì tôi sẽ thấy là cái hai cái Cinder này nó hiển thị ngay đây. Cái Cinder này là Cinder cũ nè, cái Cinder mới nè. Dễ dàng các bạn nhận biết là vì cái Cinder mới này đó nó có kích thước đầy đủ lắm, và ông cũ này không có gì hết. Thì mình ở đây mình chỉ được so sánh được cái kích thước bao của nó thôi. Bạn click vô cái hình lập phương mà có những cái đường kẻ như vậy nè, thì bạn sẽ thấy được kích thước bao của hai cylinder này nó gần như là nó giống nhau, nó không có gì khác nhau hết ha. Cái này 92.4, cái này sorry,
92.4, trong kia cũng 92.4, chiều rộng 50, chiều cao 30. À, thì thằng này á, một cái là chiều cao 30, cái chiều cao của thằng này là chỉ có 29 thôi. À, cho nên là cái chiều cao của thằng mới nó thấp hơn cũ ha. Từ đó mình sẽ biết được à, thằng mới nó thấp hơn cũ thôi, còn ngoài ra thì cái thước ba nó cũng khá giống nhau. Rồi mình muốn tìm chi tiết những những cái thước lỗ trên cái cylinder này là lỗ ren bao nhiêu á. Cái thằng mới nó có nè, còn thằng cũ nó không có gì hết. À, nhà muốn cái lỗ phía trước này cho những lỗ ren bao nhiêu không biết, thì mình phải vô cái tài liệu kỹ thuật để mình kiểm tra bạn nhé. Thì mình vô lại quyết sệt rồi mình bỏ đi, mình lít vô cái cylinder cũ, mình download cái tài liệu kỹ thuật của nó về mình coi, lít vô đó đợi mình xem. Rồi các bạn nhấn vô tài liệu kỹ thuật của nó mà download về thì bạn sẽ từ cái tài liệu kỹ thuật này bạn sẽ dễ dàng tìm được cái rang của nó là bao nhiêu ha. Ok. Rồi tạm thời ở cái phần quyết sệt này mình nghĩ là như đó là cũng khá là đủ rồi ha, khá là đủ rồi. Dài quá thì nhiều khi mình coi mình cũng 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 chán ha. Thì ở dưới cái video này đó, ở phần comment đó mình sẽ gửi cái link của cái file mình vừa present cho các bạn luôn, bạn dễ dàng download về để coi ha. Rồi có những câu hỏi và thắc mắc nào liên quan tới cái phần trình bày vừa rồi của mình thì các bạn có thể là comment ở dưới cái video này ha. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.